Xin chào các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn một cái thủ thuật, đó là cài cái giới hạn cuộc gọi, giới hạn thời gian gọi trên máy Nokia bàn phím ha. Thì cái này, tính năng này mình cũng nói trước luôn là có một số máy sẽ có tính năng này, một số máy sẽ không. Thì các bạn muốn kiểm tra thì các bạn vô mục menu nè, di chuyển tới mục cài đặt. Đó, trong cài đặt này thì các bạn di chuyển xuống cái mục tên là cài đặt cước. Trong cài đặt cước này nó sẽ có mục tên là kiểm soát cuộc gọi, thì các bạn bấm vô cái mục là tích chưa kiểm tra thời lượng, bật nó lên ha. Cái này là sử dụng giới hạn cho mọi cuộc gọi. Đó, các bạn trở về thì nó xong cho rồi, bấm ok luôn. Rồi thì khi mà đã bật lên rồi thì các bạn gọi đến tổng đài ha, ví dụ một số bất kỳ chẳng hạn, hay người thân. Cái này dành cho một số bạn dành dùng một số cái sim khuyến mãi như là của nhà mạng, hoặc là một số gói cước trả sau của nhà mạng có được tích hợp với gói cước là gọi miễn phí 10 phút đầu tiên hoặc là 1.000 phút trong vòng 1 tháng gì đó. Đó, các bạn bấm gọi thì nó sẽ yêu cầu các bạn đặt phút và giây, thì mình đặt là giờ mình đặt cho nhanh đi ha, đặt 05 giây thôi, 06 giây, bấm ok. À, thời gian thấp quá không chịu, 1 phút 6 giây, ok. Đó, các bạn thấy ở trên cái thời gian này nè, nó đang nhảy ngược lại không? À, mình thấy cho bên này ngược lại ha. Đó, các bạn thấy cái thời gian nó đang giảm dần nè. Rồi, quá thời gian. Nó sẽ ngắt cuộc gọi đi, giúp cho các bạn bảo toàn cái số phút hoặc là số khuyến mãi của mình ha. Đó là cái thời gian gọi. Thì các bạn lưu ý mình là một số máy Nokia sẽ có và sẽ không, thì các bạn phải vô cái mục cài đặt này để kiểm tra cho chính xác. Đó. Đó, mình sẽ gọi. Đây, cài đặt cước ha, kiểm soát cuộc gọi phải bật nó lên, còn không dùng thì tắt nó đi. Và lưu ý là cuộc gọi nào nó cũng sẽ hỏi tính năng này ha, cái cuộc gọi nào khi gọi lên nó cũng sẽ yêu cầu cái thời gian này, nên lưu ý. Rồi, mình đang trên tay là máy Nokia 3310 mới nhất của Nokia ha. Cảm ơn các bạn.